chào mọi người đến với nhật ký ban công của host minh tú chứ không phải của tôi và hôm nay nãy giờ thì minh tú cười hoài không biết tại sao nói chuyện không có được chính là tôi mạn phép là xin được mượn lời của minh tú dẫn chuyện cho câu chuyện ngày hôm nay và hôm nay khách mời chúng ta chính là võ hoàng yến nha mọi người nha <laughs> nói chuyện đi em cười hoài em em thấy nó mắc cười đó chị thấy là mình cười nãy giờ từ trước khi vô số rồi đó em thấy em với chị ngồi đây nó không hợp mình em ngồi với bàn chị, nhậu hợp em với chị vẫn hợp ở cái không gian bàn nhậu rồi đó một, một cái chai rượu vang và hai cái ly thôi và một dĩa phô mai càng ngày em thấy chị càng trẻ ra càng nữ tính ra nhẹ nhàng phải, phải học làm quen thôi em ơi cái nét của chị mình phải cũng bớt sân phải nữa. gọi là sao tích đức mình tích đức mình uh, bớt khẩu nghiệp lại Đúng. để cho một tương lai thế hệ sau bớt bị tu tâm bớt bị khẩu nghiệp từ chị em thấy cái phú của chị nó dày hơn luôn á. Phước báo gì dày hơn hả <laughs> Chị có đang hạnh phúc không? Chị hả? Em thì biết chắc chắn câu trả lời rồi nhưng mà sẽ có rất là nhiều người. Em chị nhìn em... vào ánh mắt của chị là em hiểu rồi đúng không? Và bây giờ thì chị cũng cảm thấy là chị đang rất là viên mãn, ừ. Ừ, đủ đầy, cũng trộm vía trời thương, ước mong cái gì là mình cũng đã, uh, đang gặt được cái đó và đang uh, nuôi dưỡng nó từng ngày nhưng mà nhưng mà theo những cái gì mà em biết chị cũng như tất cả mọi người biết chị trên trên truyền thông nè trên mạng xã hội nè chị là một người rất đam mê nghề nghiệp của mình ừ. rất là cá tính và hầu như là em có cảm giác là chị sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình ừ. có nghĩa lúc là trước, lúc chị trước chị cũng nghĩ vậy chị sẽ là kiểu là ok nếu mà gặp một người nào đó mình quen hình hợp rồi mình cứ như vậy thôi ừ. chứ chị sẽ không phải kiểu thuyết người là muốn gắn kết một ừ. cái gì đó nó quá bền vững với một người nào đó đúng lúc trước chị cũng có những suy nghĩ như vậy nhưng mà tự nhiên cứ khi một thời điểm rồi đó mình gặp một người đàn ông á cái mình cảm thấy uh, nó thay đổi làm thay đổi cái tâm ý của mình cái suy nghĩ của mình rồi mình chuyển một cái hướng khác nói chung cuộc đời là những ngã rẽ mà mình đâu có biết trước được ngày mai như thế nào đâu và mình cũng sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình một cái tinh thần gọi là tương tích cực nhất thoải mái nhất cái phù hợp nhất nhưng mà chị gặp anh bao lâu rồi và sao gặp nhau làm sao 6 năm đó tính ra là 6 năm nhưng ừ. mà gặp nhau làm sao thì vô tình gặp mutual friend thôi bạn chung đúng không xong rồi giới thiệu ra gặp đi ăn xong rồi mới đầu tôi nghe ổng cũng có, có tuổi lớn có lớn tuổi á xong rồi tôi cũng lười lắm có nghĩa là trời ơi thôi trai già không gặp đâu lười lắm không thích sư giờ không thích gặp trai già Là ảnh hơn chị một giáp đúng không một giáp không có gì đâu già đối với ta là già chồng ta... em cũng ủa lộn <laughs> ừ nhưng Chào mà có là cái em gu rồi. của chị, không hồi à, xưa đến giờ cái gu của chị là chị không bao giờ gặp quen ai mà à, nhiều hơn chị khoảng nhiều nhất luôn nha là hơn chị có 8 tuổi thôi, ừ. Ừ, đó là xưa giờ thì cái anh này anh nằm ngoài cái range của chị luôn, gì chị nữa hồi à, không gặp lười quá cho bộ cứu bệnh, cứu bệnh thì ổng có lịch sự nếu mà khi nào hết bệnh khỏe thì gặp lại xong bạn gì nó mới kêu là mày du duyên quá mày cũng mày cũng hẹn hò người ta đã rồi xong giờ mày bầm kèo người ta rồi ừ, nó kỳ lắm đi ăn đại ăn đại cho xong nữa em thấy cũng ok không cái này lúc này chị nói sai chị sao nói à? chưa đúng chị bỏ chị miss thông tin Mình chị nói gì? lần hồi xưa chị kể với em là lần đầu tiên mà chị gặp chị không mưa ổng không? không phải không mưa lần đầu tiên là được không định gặp là tại vì thấy già thấy có tuổi nhưng mà có lúc nào nói chuyện thấy ông này nói chuyện kiểu chị không thích á hả hay sao không phải không? chị nói chung là cái kiểu là chị cũng thấy ok là cũng là người đàn ông rất là phóng khoáng đỉnh đạt này nào đó thế chị cũng được anh em được ok ha xong anh em là hành bồ luôn đó chứ lúc mà gặp là không có nghĩ đây là không, không có cái nghĩ, kiểu giống chuyện. như mọi người hay nói ô oh, đây chắc chắn là chồng no, 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 no <laughs> Ồ, không có <laughs> em suy nghĩ cũng... đó chứ không 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 chỉ cái đấy hợp nói chuyện ok được làm anh em rồi làm anh em rồi sao nữa à, anh em xong vậy luôn đó Rồi chị đi về việt nam ừ chị đi về việt nam vẫn là ban bạn bạn xong rồi cũng mấy tháng nó về nhà nói chuyện với nói chuyện mấy tháng xong rồi chị mới uh... cũng có chemical rồi đó xong mới quyết định qua mỹ tìm hiểu ở chung có làm sao? Thôi hợp Hợp Dính tới giờ Em nhớ lần đầu tiên mà em gặp chị với anh là vào năm... 2000 trăm... Trong show diễn của anh Đỗ Mạnh Cường ở bên Úc ờ. Lần đầu tiên em gặp, trước đó nha, không phải ờ. năm ờ. vừa rồi ờ. Ờ. Là, là em 20... thấy 29, 29 đó chín ừ, ở đi Úc chung đó uh. ừ. Thì thoáng qua thôi em thấy anh với chị vừa bước đi ra khách sạn ừ. Cái xong em cảm thấy một hình ảnh nó không... Nó bị cứng đó. Nó bị lấn cứng thôi Lấn thì... cứng chị nũng uh, nịu rồi chị nhẹ yeah. nhàng ờ. ừ, nhiều người cũng thấy và nhiều người cũng mắc ói lắm rồi hả uh -huh. ừ. nhưng mà chị thấy Bà... dễ thương <laughs> không em cũng thấy dễ thương nhưng mà em thấy nó lạ thôi à... không nghĩ là một ngày nào mà tự nhiên một người phụ nữ rất là kiểu kiên quyết rất là mạnh mẽ rất là kiểu hơi cá tính mạnh á mà một ngày đây ở bên một người là rất là nhẹ nhàng thì chị mới nói với em đó là đôi khi tự nhiên uh, duyên số á cho mình gặp một người đàn ông mới tự nhiên mình thay đổi tại vì nhiều người cũng nói chị từ ngày chị yêu ảnh á là gì khác chị hiền hơn chị đầm hơn nói chung kiểu không biết là tự nhiên nó sẽ thay đổi bỏ trong mình một cái gì đó à, làm cho mình à, là muốn trở phụ nữ hơn ừ, quen nhau trong khoảng thời gian mà 5 năm đi ừ. có cãi nhau rồi cãi hoài em có bao giờ đổ vỡ chưa đổ vỡ thì chưa mà cãi lộn thì có mà cãi lộn như cái chuyện rất là xàm đó nhưng mà thời gian mà anh chị gây lộn lâu nhất đó, là hai tiếng Chị chưa bao giờ nói là uh, hơi không hợp nữa chia tay hả? Nói hoài nói miệng vậy đó xong rồi <laughs> ừ. Là có nói xong rồi ngày nói mai làm quề thì... liền nói bực đúng không? Mình không, không có ngày mai nữa, một tiếng xa là quề rồi à... à, kiểu gì đó, hay bực quá xong... hả? À, vậy đó, chị mới nói với em một lần gây lộn lâu nhất là hai tiếng Ừ em thấy chị nói cũng đúng, tại vì chị thay đổi thì <laughs> Một lần mà đi uh, năm tháng 4 2023 Tháng 4? Ừ trong một chuyến đi lưu diễn tại úc, tôi có cơ hội được ở chung với chị võ hoàng yến, <laughs> chị cho em kể không? rồi em lại cái việc nói là em phải dọn dẹp lộn mọ à, em, em, em muốn, muốn gì? em không kể cái part đó, em kể cái khúc trong một đêm tối chị võ hoàng yến, không, ở trong cộng là ba đêm hả? Ừ đêm nào chị võ hoàng yến cũng mới nói là hả? chị đi ngủ nha, ừ. minh tú thì thức trẻ mà chị Yến thì ngủ cũng khá sớm khoảng 10 giờ 10 10 rưỡi 11 giờ uh, cái đó đó có biết kiểu hồi xưa nít yêu nha mà gọi phai time 24 7 không đi ngủ mà cũng gọi phai time không là má này nè phải <laughs> đeo tai phone Đúng không chị không, lúc đó chị, không có đeo ra phone chị đeo iPhone, tôi, tôi mở chị mở uh, nhỏ nhất chị, chị uh. mở volume nhỏ nhất chị để điện thoại thì chị nói chị đi ngủ thì em nói ok mà ban đêm á tự nhiên có cái tiếng gì đó, nó cứ xoạt xạc là cái tiếng này nó xong rồi em tưởng là trời thì nhiên trong phòng này có ma hả ta? Ba Yến ngủ rồi sao... Thì ra là cái đầu phone bên kia anh đang làm cái gì đó ừ. Thì em thấy là trời... <cười> <cười> Tại sao có kiểu tình yêu đó bây giờ, ở tuổi bây giờ vậy? <laughs> có nghĩa là em cũng có cái kiểu tình yêu đó nhưng mà nó phải... rất Lâu lắm rồi đúng không? Đâu còn nhỏ ừ. Ừ. Kiểu như là ngày xưa quen mấy bạn đi vô, vô học sinh ừ. là kiểu sẽ gọi, ừ. kiểu vậy Bây giờ vẫn vậy, ngày nào đúng. cũng vậy đó. Nhưng mà nó sao vậy ạ thì nó làm vậy đó nó là nó mang đến cho chị một cái sự hạnh phúc hả hay Đúng là ý. ấm áp ờ chị thích vậy đó nói chung ok cảm giác là tối đi ngủ với người kế bên ờ à. à. nhưng mà cái khó khăn của yêu xa là gì là không có được gặp nhau bình thường không có sẽ nhớ nhau không có được ôm ấp nhau rồi nhiều khi mình sẽ có những cảm giác mình buồn thì chỉ là nghe gọi điện thoại tâm sự chứ không được gặp nhau để nói chuyện em nói thiệt với chị nha cuộc đời em em không có tin vô yêu xa ừ nhiều người, là em cũng đã từng nói với chị vậy rồi. bản thân chị cũng từng đổ vỡ khi yêu xa rất là nhiều lần và cái lần này chị nghĩ là yêu thử thôi cho vui thôi coi làm sao tại vì cuộc, cuộc sống mà từ lúc trước chị cũng quan niệm là nó vô lô lắm mình như only live once right? ừ, đúng mình rồi đấy mình cứ sao mình thấy vui là được hết vui là nghĩ giãn kèo ừ. đúng không giãn tù <laughs> đấy đúng không hết vui mình giãn tù mình kiếm kèo khác mình vui hơn mình đi chơi mình sống rất là thoải mái nhưng mà tự nhiên ở cái anh này anh làm cho chị một cảm giác gắn kết đó anh cũng thay đổi rất là nhiều về chị ổng cũng dân chơi ổng đi, đi chơi này nọ ổng từ ngày quen chị xong ổng thay đổi hoàn toàn hoàn toàn, toàn khác không có cái gì là mãi mãi và chắc chắn chỉ cần gặp đúng người đúng thời điểm thì tự nhiên mọi thứ nó lại theo đúng cái quỹ đạo của nó ờ, hồi xưa em cũng không có nghĩ là em sẽ lấy chồng ừ. Và em cũng không nghĩ là em sẽ có thể gắn kết với một người Đúng, chị cũng thấy vậy Không đó. phải là cùng người Việt với mình ừ, ừ cho nên là rồi em cũng không nghĩ là em cũng sẽ có thể nhẹ nhàng hay em em không em thì bây giờ không có nhẹ nhàng được giống như chị chị thì nhẹ nhàng không, không. chị thấy em cũng đã nhẹ thay đổi rất là nhiều rồi đó ở em nó cũng có gì đó nó đầm hơn rất là nhiều bớt không có còn sồn nữa đúng không, không bớt nhiều hơn. lắm có. Không? không sồn ở ngoài cuộc sống cho vui vui vậy thôi ờ, nó em... chỉ chuyển qua là hồi xưa sồn hổn giờ sồn khùng thôi <cười> đó <cười> thì có nghĩa là mình ở những cái giai đoạn cuộc sống mà chúng ta sẽ có những cái thay đổi rất là nhiều ha thì uh, mình trưởng thành hơn mình đầm hơn mình nhẹ hàng hơn và quan trọng nhất là mình cảm thấy mình có một cái uh, uh, điều mình muốn gắn kết nó lâu dài phải có một cái khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy trong cái quá trình quen nhau và chị cảm thấy ồ cái người đàn ông này mình sẽ muốn đi chung với họ một đoạn đường dài. Chị cảm thấy ở người đàn ông này mình phải tìm hiểu chứ em, đúng, thì đúng không? Rồi. Đó thì mình cảm thấy ở đây là một người đàn ông rất là trách nhiệm, cực kỳ trách nhiệm và cái sự trách nhiệm đó nó sẽ đi cùng với mình một quãng đường rất là dài sau này, vừa trách nhiệm với bản thân nè, gia đình nè và trách nhiệm cả khi sau này mình có con nữa, đó. Trách nhiệm không chỉ riêng với bản thân chị đâu mà còn trách nhiệm với cả gia đình tất cả mọi thứ tự trong tâm thức của chị thay Xong đổi rồi, thôi. tâm thức thì thay đổi vì cái quá trình mà tới khi nào được thời điểm mà chị cũng mong muốn tại vì chị uh, tới thời điểm năm vừa này á năm nay á là chị bắt đầu chị thấy muốn có con tại vì chị muốn đi xa hơn nữa và muốn cái gì nó những thứ nó lâu dài hơn chị là một người rất là đam mê cái sự nghiệp người mẫu của chị ừ thì đúng là như vậy nhưng mà em hiểu không khi mà chị quen ảnh á thì ảnh không hoàn toàn không có một cái sự gọi là uh, làm khó làm dễ hay là áp lực bất cứ cái gì đến công việc của chị hết hoặc là thời gian của chị chị rảnh lúc này chị bay qua ừ. anh nói là chị bay ảnh bay về có nghĩa là thời gian của ảnh và chị nó không có bắt buộc là phải cứ suốt ngày là phải connect với nhau phải bên cạnh nhau và nó cho nhau có khoảng thời gian rất là thoải mái và chị cũng cảm thấy là ừ yêu nhau đâu nhất thiết phải ở bên cạnh nhau hoài nhưng mà năm nào chị cũng đi về bên đó à. vài tháng hết chị đi một lần lâu nhất là hai tháng à hai tháng đó với là một là tháng, cái tháng rưỡi hai tháng người người thôi. mẫu là nó mà cũng không, gọi chị là... canh những thời gian ế chị đi em eso nhưng mà ý là như em đi ví dụ ừ. mà em đi đâu xa cũng sẽ rất là suy nghĩ ừ. tại vì bây giờ mình ngoài cái việc gọi là show người mẫu đi em với chị sẽ cũng có làm những cái gọi ừ, là đúng. về uh, sáng tạo nội dung ừ. và khi mình di chuyển như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tới cái khu vực ừ. uh, khán giả của mình đúng không ừ. nó cũng sẽ rất là khó rồi xong khi chị quyết định chị đi xa uh, chị bỏ quỹ thời gian để chị đi qua thăm người yêu của chị ừ em chắc chắn là chị cũng sẽ có những lúc mà chị cũng sẽ có show nhưng chị cũng phải chọn nếu như mà em cảm thấy là em muốn cái gì cũng muốn hết nó thành ra tham lam lúc em khổ rồi ừ. chứ nó không hề hạnh phúc nữa hạnh phúc là khi em biết nắm cái gì bỏ cái gì bỏ cái khác để cho mình cảm thấy đầy, vừa đủ đầy đủ những thứ mình muốn ở thời điểm đó là cái gì chứ bây giờ nếu mà cái gì tôi cũng muốn hết thành ra tôi tự bàn bản thân mình khổ mình không bao giờ mình đạt được hạnh phúc hết hay là chị nghĩ có những cái khoảng thời gian ban từ hồi trẻ chị đã chạy đi chị kiếm tiền rất là nhiều rồi chị đã lo những công việc của mình rồi thì bây giờ mình cảm thấy đấy là cái thời điểm để mình biết đặt cái gì lên lên bàn cân chọn lựa cái gì để mình nắm cái hạnh phúc của mình chứ còn không bao giờ có cái chuyện mình đạt tất cả mọi thứ đâu nhưng mà khi mà mình chọn uh, hôn nhân đi <laughs> ừ. À, lập gia đình đi thì chắc chắn là sẽ dọn về chung một nhà ừ. và em cảm thấy là chị sẽ ở bên kia nhiều hơn đúng rồi chính đúng sẽ. rồi thì khi chị ở bên kia nhiều hơn đồng nghĩa với việc là chị sẽ không xuất hiện nhiều tất nhiên là chị sẽ xuất hiện nhưng mà nó tần suất nó sẽ không còn nhiều ngày ừ. xưa nữa ừ. mà để nói về sàn catwalk hay là uh, các uh, chương trình truyền hình thực tế nó là một cái niềm đam mê của chị ừ. mà để từ bỏ được nó buông bỏ được nó thì em thấy khó chứ à, nó là cái sự lựa chọn của chị vì chị cảm thấy là thời điểm này nó là cái điều quan trọng với chị bởi vì nó là gia đình nó là cái tương lai và chị cảm thấy là chị muốn gây dựng nó thì như hồi nãy chị có nói đó thì chị phải bắt buộc phải lựa chọn và chị lựa chọn gia đình. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Em muốn nghe một câu là có nơi để về thì gọi là nhà có những người để yêu thương thì gọi là gia đình nếu ừ. mà mình có cả hai thì là hạnh phúc chị nghĩ gì về cái câu nói đó sau này á tự nhiên mình thay đổi đầu tiên nói về gia đình trước đi ha rồi thay đổi này ngày xưa chị là người giống như ở ngoài đường không à đó xong rồi chị cũng là một người chị cảm thấy bản thân của chị làm thiếu sót với ba, ba mẹ chị nhiều lắm nhưng sau này tự nhiên chị thay đổi chị muốn về ở ông bà rồi chị muốn dành mọi thời gian của mình cho ông bà nhiều hơn tất cả mọi thứ cái gì mình cũng cảm thấy muốn bù đắp lại cho ngày xưa cho ông bà đó thì chị nghĩ đúng rõ ràng luôn cái gia đình là cái cốt lõi để mà mình có thể phát triển mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn mình yên bình hơn và bây giờ mở mắt ra một ngày chị phải chạy xuống chị kiếm có ba mẹ chị đâu đó một ngày mà không nghe tiếng ông bà thì chị thấy buồn liền ừ. đúng không là đầu tiên là cái gia đình của mình ha mình có cái sự thay đổi và mình cảm thấy là đó là cái nơi mà mình cảm thấy là mình yên tâm nhất là nơi để về rồi đối với những người có yêu thương đó, đó gia đình đầu tiên cũng là những người mà mình dành sự yêu thương không điều kiện đối với mình thì đối với chị là hạnh phúc như vậy rõ ràng rất là đầy đủ rồi và quan trọng nhất là mình phải biết đó là cái hạnh phúc mình cần có mình biết đủ chứ còn đối với những uh, đối với ngày xưa mà chị cảm thấy không thấy đủ thì mình còn phải mâm, mâm, tham lam những cái khác tham công tiếc việc rồi mình cảm thấy chưa bao giờ đủ mình uh, mình cảm thấy mình còn thiếu người này không bằng người này không bằng người kia thì nọ kia thì mình bản cảm thấy bản thân của mình nó cũng là động lực cho mình đó đúng nhưng mà nếu mình cứ đem những cái suy nghĩ đó hoài 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 trong cái cơ thể của mình trong đầu của mình thì bản thân mình sẽ không có em hạnh phúc nữa mình cảm thấy khổ cho nên khi này mình cảm thấy đủ là đẹp không biết khi phải vậy, là quá là giàu có không nhất khi phải quá là uh, bằng người này người kia mỗi người một số phận mà quan trọng mình cảm thấy thời điểm này mình vung vén được những thứ mình mong muốn và mình không phải là một người quá gọi là uh, tham lam nhưng mà lúc nào á tới lúc nào chị mới nhận thức ra được những điều đó chắc chắn là tuổi trẻ không có rồi đó ừ, giống như em này em đó. hồi xưa em cũng được những người lớn nói những cái điều đó nhưng mà em cảm thấy nó bình thường nó ổ, ủa Thì mình lại nghĩ ổn nó nhiều quá ừ, ừ thì tới lúc nào thì tôi lúc chị quen ảnh á lúc mà mình ở đang ở trong một cái gọi là cái khoảng thời gian mà mình tệ đi ừ. thì gia đình luôn là nơi mà sẽ chào đón mình trở về ừ. che chở cho mình tiếp theo là những người bạn của mình lúc đó mình sẽ biết được là ồ oh, đâu là những người mà họ thực họ sự, thực sự là bạn và gia đình luôn là nơi mà mình có tệ như thế nào hoặc mình có bữa thấy chị thấy giờ này em cũng xem mấy cái story deep 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 nhiều lắm vì em nhớ ba em Ờ em mới share story quá trời điếp Nói chung là em là thuộc tiếp người nghe là một chuyện nhưng mà em phải bị vấp ngã em mới nhận thức ra được nhiều uh, Thực sự thì đối với cái người đàn ông này nè em rất là thương họ, em rất là yêu họ nhưng em chưa bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện gắn kết á tại vì đâu đó trong cái tiềm thức của em á em sẽ luôn sợ một cái gì đó mà mình phải có trách nhiệm ừ. em sợ là em không làm được ừ. chứ không phải là em sợ người ta ừ. rồi em cũng sợ là kiểu mình hứa hẹn nhiều xong mà mình mình không giữ được cái lời hứa đó thì nó cũng không nên nên là trong hồi xưa trong đầu em nó chỉ là mình yêu nhau mình có duyên gặp nhau thì cái khoảng thời gian mình ở bên nhau mình sẽ đối xử với nhau tốt nhất nhưng mà chị thấy em với anh này là đúng là duyên phận đó Em em đặt tên ảnh là định mệnh ừ, đúng còn đó. ảnh đặt tên em là mai <laughs> mà nghiệp <cười> quả báo không có thấy rõ ràng giữa em với ảnh đúng là có một cái duyên phận định mệnh gặp rồi xa rồi gặp có những cái chuyện nó nhưng mà lúc mà em giác ngộ nhất nhưng để mà, mà gắn khu... kết nó ừ, là cũng này đó, nào tôi định hỏi đó. có nghĩa là 5 năm năm ừ. quen nhau ừ. cãi nhau chia tay nhau ừ. nhiều lần lắm tại vì nó khác không chị văn hóa nó khác ừ. ngôn ngữ nó khác cho dù là ok mình có thể nói tiếng anh giao tiếp hàng ngày được nhưng mà có những cái gọi là để mà cảm được nhau đó, ừ. tại vì văn hóa nó đã quá khác nhau rồi mà để mình có thể thông cảm hiểu và chấp nhận nhau á, nó thời gian đầu đối với tụi em rất là khó, ừ. nhiều thứ lắm ăn uống, ăn uống nó đã khác ừ. nhau thì để tìm cái điểm chạm nó cũng sẽ rất khó, ừ. rồi uh, tiền bạc kinh tế ừ. uh, hoặc là Uh, những cái vấn đề ngoài xã hội khác nữa ừ. thì lúc đầu là cũng rất là khó khăn đến với nhau thời gian đầu thì ok rất là happy nhưng mà sau một năm thì bắt đầu thấy được những ừ, cái, những cái những vấn cái, đề những cái khó khăn những cái khác nhau quá, quá nhiều khác đúng nhau mà. người việt với người việt mình ở bên nhau mình nói chuyện mình còn cãi nhau nữa ừ. mà nhiều khi mình còn không hiểu nhau nữa muốn chi là một người nước ngoài rồi xong cũng vượt qua rất là nhiều lần nhưng mà đó bởi vì những cái đó nên em rất là sợ em luôn nói với anh là mình cứ quen thôi và mình cứ ở với nhau rồi khi nào mình có con thì mình cứ như vậy thôi khỏi khỏi có phải Hỏi commit không, ừ. không commit ừ. ừ em em rất là sợ cái commit đúng, đúng không? Ừ. Bắt đầu ba em bệnh đó năm vừa rồi đó, là cái năm mà em ờ ừ, chị thấy năm vừa rồi là những cái năm là cái năm em gặp rất là nhiều những cái biến cố trong cuộc sống. Chị thương em luôn á. Nhưng mà cái quan trọng là khi em bị như vậy á mà em tích cực <laughs> kiểu như là em sẽ mạnh mẽ em đứng ừ. lên được là rõ ràng em cần một người đồng hành. Ừ. và cái người đàn ông này là cái người luôn cho em một cái một cái gì đó rất ấm áp, Chỗ dựa một cái trách cho nhiệm em. và luôn người hướng em đến những cái nó tích cực, ừ. kể cả những cái việc mà nhiều khi em cãi nhau với đồng nghiệp hay em cãi nhau với những cái vấn đề trong công việc của em và rõ ràng cái cái người bên kia họ đang không đúng nhưng mà cái anh anh đó Chris luôn ừ. là người sẽ cho em biết là no đôi khi em cũng phải đứng góc nhìn của người ta nhiều ừ, khi em ừ, ở góc ừ. nhìn người ta em cũng sẽ cư xử vậy thôi có nghĩa là cái người này luôn hướng em phải là nghĩ về những cái tích cực đúng không? có nghĩa là phải nghĩ ra ngoài rộng hơn thì khi em ở năm 2023 nó quá nhiều vùng chủng và càng ngày mình sẽ càng nhận rõ ra đây chắc chắn là người bạn đồng hành của mình ừ. em thì khác chị nha em thích con trai lớn tuổi ờ. em thích là phải lớn hơn em ít nhất 8 tuổi ừ. cho đến một giáp là tuổi em thích còn 5 tuổi thì em vẫn cảm thấy là ừ, Uh, uh, yeah. quen nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ đến lúc mà băng Ừ đó em em với chị hơn cái là gặp một người mà lúc đó người ta ở vallaball yeah, dạ đó mà cái người ấy lại vô tình lại là đúng cái nó đem lại cho mình Phù những hợp cái, với đúng rồi đem lại những cái mình, phải mình thay, thay cần. đổi bản thân mình ừ. ờ đó cái bên cạnh mình thay đổi bản thân mình cho mình một phiên bản tốt hơn chẳng hạn xong rồi uh, gia đình ảnh thì lại muốn kết hôn ừ. muốn đám cưới muốn phải có kết hôn không? Ừ. có muốn theo kiểu là kiểu... quen 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 thôi, không muốn quen thôi, à. Ừ phải có commit. Ừ. ừ. Người ta muốn vậy. Đó thì muốn từ lúc đó có làm áp lực game không? Không từ mấy năm trước rồi có nghĩa là cái cách của họ rất là tinh tế ừ. họ chỉ trước khi họ muốn làm một cái gì họ sẽ luôn nói cho mình biết là ừ. quen nhau hai năm là bắt đầu người ta đã bắt đầu có một cái đề nghị ừ. mong muốn gì vậy đó hai năm là, thôi hả ừ. năm rưỡi thôi là ừ. bắt đầu hỏi ừ. Ừ. rồi họ, ừ. kiểu như người ta sẽ không hỏi thẳng nhưng ừ. ta kêu hiểu là em nghĩ gì về tương lai ừ. hiểu, hiểu. em nghĩ ra một vậy? cái điều xa hơn ừ. Ừ có con làm sao làm sao, làm sao sau này em muốn sống ở đâu kiểu kiểu vậy thì từ cái đó mình sẽ cảm nhận được là à cái người này người ta đã bắt đầu muốn rồi ready rồi cái xong nhiều lần thì em về thăm nhà của ảnh thì ba mẹ ảnh cũng hỏi hai đứa làm sao khi nào định kết hôn thì em có nói là thôi khỏi kết hôn đi mình sống vậy được rồi thì ba mẹ thì bà mẹ mẹ chồng nói gì nè Trời ơi kết hôn đi. <laughs> kết hôn mà là hả con có con nó cũng dễ, sau này con đi đâu nó cũng dễ với lại hả. Kết hôn với lại người Đức cũng ok lắm. <laughs> cái giống như là những cái gọi là quyền <cười> lợi ờ ờ ờ kiểu vậy á. À, sau này ví dụ như con có con thì có um, cho nó đi học hay đi lại hoặc là um, y tế này nọ bên đây bảo hiểm nó cũng rất là tốt này nọ nghe mình thấy là Ừ thì kiểu là người ta sẽ có những cái hướng đưa cho mình những cái là rất là ok cho à, để ừ, cho mình suy nghĩ chứ ừ, không phải là cưới nhau đi cưới gì đi cưới ừ. ừ. là sẽ được có những cái này cái lợi quyền lợi sau này cho con cái Xong là rồi em cũng thấy hay quá nè thấy ừ. tử tế gia đình ừ. ta tử tế sao em cũng từ 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 thì đến năm vừa rồi thì em mới kiểu là ok nhưng mà cái quyết định mà em cầu hôn người ta là em bí mật ông không biết gì hết không biết không biết gì hết đúng không em tự quay bằng điện thoại ừ. em bí mật ừ. em cầu hôn tại um... Tại, tại hometown là rất quê là quá này chị, chị với em nó có một cái gì đó giống nhau ừ. tại vì chị cũng đã định cái vụ này rất là lâu rồi nhưng mà tại chị coi như là chị đợi ổng gặp ở Thái chị mới làm ừ. mà ý chàng có một cái gì đó, đó tâm linh tương thông cái cái tính cái, cái nết, nết ừ, tâm linh tương thông ngay những cái chuyện cái ngày tháng lum la rồi nó cũng sẽ có một cái gì ừ, đó, cái đó, nết gần, đó. Gần, gần gần cái chuyện mà nữ cầu hôn nam ừ. em với chị á ừ. thì ok nha yeah. nhưng mà nhảy qua một người nào mà cái vai nó hơi nhẹ nhàng ừ. tính là nó kiểu bị bị khác bị Ng bị không có vô người ta sẽ ừ. kiểu ồ vậy đó nhưng wow. mà em với chị thì khi mà người, mọi hai người xem tính bạn quá bè coi là... ừ, ừ. Hai mát cái nết hai là... người này là vậy rồi chắc chắn hai... không có gì lạ chắc chắn nó phải là như vậy ừ. kiểu vậy bình thường thì đó đó là quyết định mà tại sao mà em chọn kết hôn không chị thấy người qua những gì mà tâm chị em mình tâm sự xưa giờ đó thì chị thấy rõ ràng em chọn có những lúc em nói với chị là em không muốn á chị mới nói là không những gì em tâm sự chia sẻ thấy người này là quá trách nhiệm không như với một trách nhiệm với em mà còn cả thương cả nhà em gia đình em bên cạnh em rất cả mọi thứ đó là chỗ dựa tinh thần quá tốt và đây là con người em không có nên bỏ lỡ em còn hơn chị một cái là em kết hôn xong em vẫn sống ở việt nam ừ. em vẫn có cơ hội để mà nếu mà có công việc em vẫn sẽ tiếp tục ừ theo cái niềm đam mê ừ. đó của mình Tất nhiên là nó không phải là gọi là một cái Nó vẫn là môi trường của em ở đây Đúng rồi à, à, à. Nhưng mà khi chị kết hôn thì em chắc chắn là chị sẽ đi bên kia nhiều Đúng, kết hôn mà sau này có em bé Mà nữa. để từ bỏ thì nó là một cái gì Thì chị mới nói với em đó đôi khi cuộc sống chúng ta phải lựa chọn và mình phải biết được là mình lúc thời điểm nào mình lựa chọn cái gì và đã lựa chọn rồi là không có hối tiếc Ừ Nhưng sau này chị sẽ muốn sống ở đâu? sẽ đi, đi về về nhưng mà thời gian của chị sẽ bên mỹ nhiều hơn tuy nhiên chị cũng những cái plan ví dụ như là sau này chị sẽ retire về Việt Nam chẳng hạn hoặc một nước nước khác Đó. sau này chị là vicus vicus oh, oh because. Wow. <laughs> đến một đúng lúc đúng thời điểm mình sẽ gặp đúng người và khi mình đã gặp đúng người rồi mình sẽ phải biết cân nhắc cái đúng nào rồi. là cái ưu tiên phải biết đấy nắm lấy cơ hội của mình tại vì nhiều khi có những người chị cảm thấy rất là nhiều người họ khi mà tâm sự cũng tâm sự nhiều chị lắm họ cảm thấy họ rất là tiếc trong những khoảng thời gian đôi khi họ cảm thấy đó là cơ hội mà họ không nắm họ chọn những thứ khác sau này họ nhìn là họ tiếc thì mình cũng cảm thấy là ừ, quan trọng nhất là mình phải nắm lấy cơ cơ hội của mình đang có em là chậm vía nha ừ. em là được hơn là giác ngộ kịp á <laughs> em nói thì với chị cái nết của em nó rất là xấu không chị thấy điều đó Ngày... mà ông cũng chịu đựng em đúng không? ông cũng đúng. Có nhường nhịn em. Nhưng mà một năm một năm rưỡi trở lại đây là em hoàn toàn khác. Ừ. Ngày xưa em thích đi chơi lắm chị, ừ. thích ra đường chơi. Ừ. À, thứ bảy chủ nhật mà chị mà hú em em cũng đi nữa, em quăng ổng ở nhà. <laughs> Tại vì ngủ ổng không chịu đi. Ông ừ. ngại ừ. ổng không chịu đi. Nhưng mà sau này thì tự nhiên có thể là nhờ bạn bè nè. Uh, ba mẹ nè ừ. và những cái uh, sự cố ở trong cuộc sống của mình giúp cho em trưởng thành hơn nhận thức ra là Ừ mình phải thay đổi, phải thay đổi. thay đổi tình yêu nào thì mình cũng phải cần vung đắp đúng có rồi. thể ở người ta yêu mình mình yêu người ta nhưng mà nếu mà mình không vung đắp vung đắp nó bằng những cái ví dụ như hẹn hò nhẹ nhàng thông cảm đúng, thấu hiểu chấp đúng, nhận đúng, cho đúng, nhau đúng. thì thế nào sau một thời gian thật sự thì nó cũng sẽ đối với em biểu đồ tình yêu nó sẽ là mới gặp nhau xong mới đi lên vậy nè, ừ, xong, phải... xong sẽ đi ngang. Ừ. Lúc đi ngang nó đi xuống. Ừ. Mà lúc mà đi xuống mà mình không có biết vuông đắp nó ừ. là nó sẽ đi xuống ừ, luôn. Mà ừ. ừ. tại vì chị thấy tình yêu yêu nhau thì dễ, đúng không? Yêu nhau hai người đến với nhau dễ lắm, dẹt à thích nhau crush nhau cảm nắng nhau yêu nhau quá đơn giản. Nhưng mà cái chuyện để đồng hành với nhau giữ được nhau nó là những cái thứ rất là khác. Không có đơn giản chút nào. Mình phải thay đổi. Người ta cũng phải thay đổi. Làm sao để match với nhau phù hợp với nhau. Có những thứ quá khác nhau bản thân mình đôi khi mình còn không hiểu hết mình nữa mà thì để mà hiểu thêm một người khác nữa thì bản thân phải cả hai đều phải thay đổi để mà có thể cùng nhau đi lên rồi cái chuyện gia đình tương lai nó cũng vậy nữa à, chị thấy tình yêu là một chuyện rất là đẹp đúng không ừ. nhưng mà hôn nhân nó là một chuyện khác hôn nhân á chị đọc ở đọc một cái câu đó hay là hôn nhân đó là chịu khi mà chúng ta chịu đựng được những ngày tháng chán trường bên nhau gì nghe gì sợ chứ nó là như vậy đấy, em tương lai tại vì tình yêu yêu nhau đúng không nhưng mà khi hôn nhân là một cái gì đó rất là dài thì bây giờ không thấy chán là bỏ chia tay đúng không em ừ. đôi khi nó cũng như cái khoảng cùng vùng trũng như em nói đó thì phải chịu đựng được những ngày tháng chán chường mình, phải tin mình... mình yêu nhau mình hôn nhau mình đi du lịch hoài ừ. đâu có tiền nó đi du lịch hoài ngày nào cũng đi du lịch đúng không hai ngày nào có cũng có những cái rất là thăng hoa đâu có mình đâu có trong phim đâu đúng không đó thì phải là mình sẽ chịu đựng cả những ngày tháng chán trường với nhau nữa thì nó mới gọi là hôn nhân và bên cạnh nhau rất là bền vững các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú em hay nghe người ta nói trong 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 một mối quan hệ nó hay có cục mốc 3 năm 5 năm 7 năm chị có tin vô mấy đâu chị thấy um... không bản thân gì cũng tin vô mấy chuyện đó chị cảm thấy đôi khi á nó ba năm tại sao lại là ba năm 5 năm bảy năm đôi khi có những cái nó nó ngắn hơn những cái nó dài hơn đúng không quan trọng là như chị nói hồi nãy quan trọng là khi mình có những cái lúc mà mình gây lộn những cái lúc mà nó khó khăn với nhau thì mình nhìn lại những khoảng thời gian trước để cái thời gian mình gây lộn nó banh ra nó thành bành thì nó có đáng hay không hay là mình vẫn cố gắng giữ lại với nhau được hồi nãy chị nói một cái đúng là hôn nhân nó khác một ừ. cái nói từ hôn nhân nhưng mà trong 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 suy nghĩ của em đó là bạn đời của mình á ừ. dù là em chưa kết hôn nhưng mà thì bây giờ cuộc sống của em gần như đã là, là một người phụ nữ có gia đình rồi đó chưa gần như là vậy gần gần gần, gần 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 như là vậy bước đầu bắt đệm rồi đó nhưng mà chị nói một cái mà em thấy đúng là chán nhau nha có nha ừ. có trong trước Khoảng thời gian mà yêu nhau cho đến kết hôn sẽ có những cái lúc mà mình chán Chán ở đây nó không phải là mình chán ghét người ta mà cái... Nó boring, ấy, ờ, cảm nhận Nó ừ, không đó. có cái gì, nó mới hết Nó bình bình đúng không? Nó cứ không? như vậy Mà cái tính cái nết của mình là thích những gì đó, nó cứ sôi động, nó mới mẻ đó Đúng rồi mình Phải tém lại Thì, Thì rõ ràng không? là những lúc mà mình ở những cái khoảnh khắc đó đó, những cái vùng đó đó là mình sẽ phải uh, Vung đắp á ừ. Làm mới Cả hai phải cùng làm mới Cả hai sẽ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn ừ. Tâm sự với nhau nhiều hơn Cái vấn đề mà em với Chồng mà em gặp phải Đó là gì chị không Ngày xưa Khó tâm sự tụi hả? Tụi em rất ít nói chuyện Ừ khó tâm sự Không phải khó tâm sự Anh rất muốn nói chuyện với em ừ. Và Muốn lắng nghe em Nhưng em là người Bị mệt á Lười nói chuyện phải em thích ừ, nói, nói tiếng việt nói tiếng anh lười nói chuyện em suy nghĩ dịch ra tiếng anh ờ. rồi xong rồi ví dụ như bây giờ công việc của em thì về giới giải trí đúng không ừ. mà để giải thích cho ảnh hiểu á là mình thí dụ mình kể câu chuyện a xong nó phải ra cái nhánh tại sao ra a ừ. rồi tại sao ra cái này cái rồi, kia nó, cái giống từ của mình phải suy nghĩ ra phải, phải đi ra cái đó cái xong từ từ nó thành thói quen là kiểu thôi những cái chuyện mà mình bị áp lực trong công việc thôi mình không kể tại vì nó nó bị dài dòng cái từ đó là tụi em thiếu gọi là giao tiếp và nói chuyện với nhau một lần cãi nhau rất là lớn và anh có nói với em à. Hai tụi mình không có nói chuyện với nhau. Hai tụi mình không có làm chung gì với nhau Hai tụi mình giống như là hai người chỉ về ngủ chung một giường hết. Ừ. Không có gặp nhau, không có ăn chung với nhau. Anh đi làm thì từ ừ. 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tối 9 giờ anh đi ngủ rồi. Còn em thì 9 giờ 8 9 giờ sáng mới dậy, xong đi làm có đêm một một hai giờ đêm mới về thì rõ ràng chỉ vô chung giường ngủ sáng thì anh đi làm là em còn ngủ ừ. em dậy thì không thấy ảnh em về thì ảnh ngủ rồi à, có đó. một khoảng thời gian nó liên tục như vậy dậy xong rồi anh nói với em á hai tụi mình giống như đang ở hai đứa xe chung, ở chung thuê xe chung nhà. nhà ừ đó ừ. chứ không có ăn chung không có nói chuyện không có gì hết cảm thấy mọi thứ đó giống như là lạnh nhạt và em đang xài anh như là một công cụ ừ. <laughs> kiểu như là ý là Hiểu, hiểu hiểu rồi. Bạn coi tôi như là một món ừ. accessory, một món ừ. phụ kiện á, bạn không có thật sự là chia sẻ với tôi nói chuyện Nó không với tôi phải là người yêu. Đúng ừ. rồi. Xong rồi em không có lúc cãi nhau lớn đó ảnh nói rất là nhiều, xong rồi, em ngồi suy nghĩ nha chị, em không suy nghĩ. Đúng Ông suy nghĩ một tháng lận, ngồi tĩnh tâm em suy nghĩ lại những cái mà anh nói có đúng không thì rõ ràng đúng. Em là người có lỗi, em là người tự mặc định bỏ quên đó là quên đúng cái rồi cố tình mà mình của mình không em nhiều quá trân trọng và em nghĩ là cái người đó bên cạnh mình rồi đúng em nghĩ đúng có rồi sẵn, nó có sẵn rồi đúng không ừ, ừ, kiểu gì ừ. nó cũng bên cạnh mình mình đúng có rồi. bữa nay mình không đến chuyện thì nó cũng vậy thôi ờ. bữa sau không thì, thì người ta vẫn yêu mình thôi có nghĩa là em đang trong cái mối quan hệ như là kiểu gì thì kiểu chris vẫn ở bên cạnh em đúng em sai em ý ý. đúng ừ đó, đó. hồi đó. chung cảnh tỉnh đó nhưng mà đó. ít nhất là em quá may mắn để mà em được giác ngộ sớm đúng. nếu mà nếu mà em mất đi Mấy em cứ như vậy hoài là sau thì này nghĩ là em cũng sẽ đau luôn đó ừ. sẽ, sẽ tiếc đó. Ừ, đúng. thì xong sau đó bắt đầu thay đổi ừ. dành thời gian nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn ờ... tới khoảng năm sáu giờ chiều lại muốn ở nhà ừ. em đi làm sẽ trông ngóng đi về nhà ừ. hay quá ha, dễ thương quá ha tại em biết giờ đó chồng em sẽ về ừ. em sẽ chạy lại ôm chồng em cái ừ. dễ thương quá ha đó thì tự nhiên nó 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 phát sinh ở trong cái cảm xúc của mình à bây giờ là uh, mấy bữa mà em ngủ đi chơi có nghĩa là chồng em không có ở việt nam đó ừ ừ còn mà lúc nào chồng em ở nhà em sẽ ưu tiên thời gian với chris nhiều hơn đúng, đúng rồi và em người tiếp theo ưu tiên là mẹ em mà anh chủ nhật nào cũng sẽ cùng em Chị thấy mẹ em rất là thương chris á mẹ em nhìn đúng người em rõ ràng đó em mà hồi chuông cảnh tỉnh của em rất là hay ho đó để mà em không bỏ lỡ thì mỗi người quá là tuyệt vời với em các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. hồi nãy em nghe rất là nhiều những uh, những cái hìn à. là chị uh, cũng đang trên hành trình tìm kiếm một cái niềm hạnh phúc thiêng liêng khác. Ừ. thì cái khúc này em sẽ để cho chị chia sẻ. ok thì uh, ngày hôm nay nói chung là gặp nhau là thấy chị bận đầm vậy là cũng uh, Không, đáng bảy... đáng hả? đáng vậy em đáng biết không? lâu rồi ờ, đó, à, đó. em chỉ người. để nói chung nói chung là bây giờ thật ra là uh, nói sao ta uh, thời gian mà yêu nhau xong á ở bên cạnh nhau nhiều á mình cảm thấy mình cũng muốn gắn kết và mình có một cái gì đó nó thôi thúc mình cảm thấy là mình cũng muốn làm một một cái thiên chức mới bản năng là một người mẹ đúng không thì chị cũng trước đó cũng có thả rồi chị cũng là thả rồi rất là nhiều lần rồi nhưng mà cũng không có may mắn cho nên là chị và anh quyết định là làm một cái phương pháp khác ivf thì uh, cũng gặp nhiều khó khăn lắm em cho nên là ông trời coi sao là có chỉ đúng một sự lựa chọn thôi mà người ta có nhiều người nói thường những người mà làm ivf lần đầu tiên á thì khó khi nào mà đậu lắm ừ thì cái khúc mà chị cái khoảng thời gian mà từ lúc chị thấy em hỏi thăm chị rất là nhiều từ cái lúc mà chị đi cấy cho tới lúc mà chị kích trứng rồi chị đi cấy là em là hỏi nhiều chuyện nhất hỏi thăm quá trời luôn thì bản thân chị cũng rất là lo lắng thì chị cũng không dám nói tại vì mình rất là sợ nói trước bước hôm qua ừ, Hiểu cho nên là từ cái lúc phải thời trang gáy xong lúc mà chờ đó một khoảng thời gian chị cảm rất là áp lực Mà người ta nói là càng áp lực là càng không được cho nên chị phải relax phải tìm mọi cách thì đi làm những cái healing rồi chill để mà bản thân mình quên đi những cái việc đó đó thì cái thời gian để mà chị nhận được cái, thích, cái kết quả nó cũng lâu hơn người khác nữa nó làm chỉ rất là lo thì đùng một cái ngày hôm đó là chị đi chị đi thử que thì nó lên hai dạch là chị cũng mừng lắm rồi đó nhưng mà cũng chưa cái đám tin nữa phải không tự nhiên nhiều khi nó hai dạch đâu có nói được cái gì xong mà đụng một cái thử máu là cái nồng độ hcg của chị á nó lên cao rất là cao luôn là trời lúc mà như chị hạnh chị mừng mừng dễ sợ luôn em chị mừng dễ sợ luôn nhưng mà uh, cái cảm giác khi mà mình mừng mình, cái mình, lúc mà một chuyện nha rồi cái cảm giác khi mà mình cảm thấy là mình có biết mình có em bé hay không là chị là không có nó vô duyên gì đó chị không biết ờ uh, mà chị cũng không có cảm giác luôn cho tới khi uh, mà chị biết là chị có em bé là chị phải nuôi dưỡng nó thôi cho tới khi là chị được hơn hai chị được gần 3 tháng 9 tuần gần 10 tuần á chị đi khám á chị thấy cái tay cái chân nó mọc ra, rồi ừ. lúc chị khóc luôn em, rồi nói giọng cũng khóc luôn nè, chị thấy cái tay cái chân nó nhỏ xíu chị thấy nó rất là rất là happy luôn, sau mà chị gửi cái hình đó cho anh, cho chồng chị coi, thì ông cũng có cảm xúc nó nói là bây giờ ông mới cảm nhận được là nó hít nó hít vô, rồi chị nhìn cái hình đó, nó nó có chút xíu mà cái tay cái chân nó mọc nó dễ thương lắm, nó khóc luôn trời thì đó nó, nó, nó là cái giọt nước hạnh phúc quá bây giờ cái trách nhiệm của chị nó phải là uh, nuôi dưỡng nó thật là tốt, tại vì chị cũng sợ phải không? Tại vì cũng mới có gần 3 tháng thôi, nói chung mình cũng còn rất là nhiều những cái lo lắng lo toan, thì cái trách nhiệm của mình là phải nuôi dưỡng nó tốt, giữ cho tinh thần mình được ổn định, cho nên chị quyết định là qua Mỹ để mà dưỡng thai, đó để cho chờ em bé lớn lên từng ngày từng ngày thì cái, cái 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 hạnh phúc, tại vì ảnh cũng lần đầu làm làm ba, cho nên là cái cảm xúc của ổng cũng lẫn lộn lắm. Mà mỗi lần nha, hồi trước á, mỗi lần mà chị hay nhọc giả bộ nhõng nhẽo á Là ông sẽ chửi Thôi mệt quá, mình, mình, mình cứ, làm làm phiền tôi nữa, kiểu vậy đó Nhưng bây giờ mà chị chỉ nói một tiếng, trời ơi mệt quá Là gọi điện thoại về liền, hỏi thăm thế này cái kia đó Mẹ chồng chị biết mẹ chồng chị vui lắm Trời ơi, bà, bà, kiểu như là lần đầu được làm bà mà Con một, anh gì nè con một lần đầu làm bà nội Có thể mỗi một người sẽ có những cái góc nhìn về chị nó khác có những cái thông tin nó sẽ không có đúng hoặc là người ta sẽ không có nằm trong câu chuyện của chị để người ta có thể hiểu rõ ừ. em thì uh, nhìn hết được cái khoảng quá trình của chị khi chị làm nghề tại vì hồi xưa em đã từng nói với chị chị là một trong những thần tượng của em ừ. em còn nhỏ xíu em coi thời trang cuộc sống cho đến uh, khi chị phát triển rồi chị cũng sẽ có những cái thử thách trong cái hành trình của chị uh, xong chị không phát Ừ. em cũng nghe em cũng biết em cũng có cơ hội để, để nghe lắng nghe chị chia sẻ về những cái những cái hành trình trong tình yêu của chị nó cũng sẽ có những cái không có trọn vẹn thì đến một ngày mà em biết là chị hạnh phúc em cực kỳ hạnh phúc em em rất là vui cho chị luôn em 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 nói ra thì em sợ nhiều khi nó hơi thảo ai nó hơi kiểu kiểu Ăn dở quá nhưng mà khi mà em nghe là chị uh, đang có một cuộc sống rất là viên mãn vui vẻ có một người đàn ông yêu thương chị đồng hành cùng chị chấp nhận chị thông cảm chị cùng chị vượt qua rất là nhiều thứ xong cái uh, cũng lắng nghe được cái câu chuyện mà trong cái hành trình tìm con của chị em đã nghe từ chị thôi ừ. nhưng mà không phải tất cả mọi người đều biết ừ. Uh, khi mình kể ra nó có thể chỉ là 10 phút nhưng mà cái hành trình tìm con của chị cái part đầu em là người cũng có cơ hội được nghe nhiều uh, nên em rất là quan tâm em em không biết tới một lúc em cũng có cảm giác là em cũng mong muốn, muốn vậy, không mong muốn được giống yeah. như chị ừ. xong có một lần một vài lần chị tâm sự với em là kiểu nó cũng khó tại vì uh, vấn đề về sức khỏe ừ. rồi uh, kiểu như chị Chị, chị...căng thẳng á Ừ Mà cái mà em thương nhất là gì không? Chị một mình chị đi á à. Chị phải một mình chị đi qua Thái à, đúng rồi Một mình chị trong hành trình đó Anh thì có công việc và có những cái vấn đề lịch trình ừ, anh không đó. có về được Lúc nào mà anh tháp tùng được thì anh đi ừ. Nhưng mà có những lúc mà chị, chị, chị đi một mình em thấy thương chị thôi Có mình chị hoặc là có thêm Tuấn Anh một người đó, nó thấy kiểu một người mẹ hiểu, hiểu. Cảm, cảm thấy những cái công, công việc này, mạnh, này mẹ. Thường, thường là phải cả hai vợ chồng cùng đi đúng, đúng tại không? tại vì nó sẽ rất là áp lực đúng, đúng. khi mà khi quyết định làm ABS thì chị cũng nói ảnh luôn là em sẽ tự lo tự làm khi nào cần làm thì thì, thì thì mới xuất hiện thôi nhưng mà chị mà mẹ quá thì, em, em em đúng không em không có còn sự lựa chọn nào hết nếu như em muốn làm thì chị cảm thấy là ờ à, thực tế mình đối diện thực tế là như vậy Anh cũng nói là có cần ổng về không nếu mà chị làm áp lực để ông đi về thì ông cũng sẽ về, về nhưng về mà về. nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ ừ. khác em. công việc bỏ bê mà chị cảm thấy là mình có thể tự làm được điều đó thì thôi mình làm em đi nhà sách em mua hai, em mua cuốn sách đó hai cuốn lận hai cuốn, cuốn, cuốn cho cả. em cuốn <laughs> cho chị em thì em với chị là biết nhau rất là lâu nhưng mà có thời gian mà để chơi thân với nhau thì khoảng gần đây. một năm nay ừ. một năm đổ rồi đây nên có những cái hành trình em sẽ không thể nào mà đi chung với chị được nên là em luôn luôn tìm những cái gì đó để giống như một cái message mà em muốn gửi đến chị là em cũng rất là vui cho chị và em sẽ luôn vòng vòng ở đây nè nếu mà chị có những cái gì mà nó nhỏ lẻ em làm được em sẽ phụ chị kiểu kiểu vậy ví dụ mà về tinh thần mà kiểu um, thời điểm đó chỉ có gia đình mình và chồng mình mới là người có thể giúp đỡ mình nhiều nhất còn bạn bè thì chỉ kiểu là động viên thôi chứ người ta sẽ không thể nào hiểu hết được nói chung chị cảm thấy nhận được cái sự quan tâm của em dành cho chị rất là nhiều và sau này chị cũng cảm thấy là những bạn bè khác của chị cũng vậy khi mà chị cũng gọi ra chung chị troll gì đó thì ai cũng dành cho chị rất nhiều sự quan tâm và chị cảm thấy điều đó là hạnh phúc trước đây chị có bao giờ tưởng tượng không không cái thôi, mấy không lúc này thấy có con phiền quá con bắt nợ quá chị thấy gì đó và bây giờ coi như mỗi ngày là mình chờ coi mình chờ coi mỗi ngày nó lớn lên cỡ nào mình đi siêu thăm mình coi nó có khỏe mạnh hay không rồi đủ ngày đủ tháng làm những cái xét nghiệm chị mong chờ những ngày đó lắm rồi có một cái điều chị mới học hỏi được gần đây khi mà chị có con nha khi có em bé chị mới học hỏi được gần đây là chị cảm thấy có một cái bài tập là chị cái học hỏi được nó sẽ có 5 bài tập để cho làm tăng chất lượng cuộc sống của mình lên thì cái bài tập bài tập đầu tiên á nó chính là đơn giản hóa mọi thứ ừ. lúc trước mình có thể là một người rất là phức tạp mình suy nghĩ mình overthinking mình làm quá mọi thứ nhưng đôi khi cái hạnh phúc nó rất là đơn giản thì cái việc làm đơn giản hóa mọi thứ đó, nó vô tình cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, mình nhẹ nhàng hơn, mình đón nhận rất nhiều thứ nó một cách nó yên bình hơn. Đó là cái bài tập đầu tiên của chị. tới cái bài tập thứ hai chị phải học đó chính là ghi chép là hàng ngày. ngày xưa mà kêu kỳ ghi nhật ký đâu chị cảm thấy nó sến súa rồi chị cảm thấy nó là những cái chuyện nó Em hiểu không ngày xưa hiểu. kêu chị làm những cái ok mình có thể có rất là nhiều những cái suy nghĩ trong đầu nhưng mà kêu mình ngồi mình đặt bút mình viết ra những cái điều đó nó không phải là chị nó không phải là mình ừ, nó không phải là, chị. Nó sẽ là những cái viết ra mình ở ừ, viết làm sao rồi nhưng mà từ khi chị có con á chị cảm thấy là mình cái bài tập đó đó có những ngày uh, chị ngủ dậy chị không ghi được hôm nay chị, chị đi sớm chị không có ghi kịp thì tối giờ chị ghi bù ừ. thì ghi là những cảm xúc của mỗi ngày chị như thế nào có thể là những cái điều nhiều viết rất là sàm xí là nó ói quá hay là uh, hôm nay sao con chưa hành mẹ à. hay là những cái điều là sáng dậy đau lưng quá thì nhưng mà chị ghi hết ra những cái cảm xúc của chị hoặc là hôm nay đi làm gì làm gì làm gì cảm thấy như thế nào hoặc là những cái mong muốn rất là vô trí dạ yeah, nên con mình sau này mình đâu biết bây giờ mới có mấy tháng ba tháng rồi nhưng mà mình cũng ghi ra thì đôi khi nó lại là những cái tấm gương phản chiếu bản thân của mình á để mình coi lại chính mình lúc này như thế nào ngày hôm qua là sao nó là những cái bài tập cho bản thân mình cam đau nhìn lại chính mình nhiều hơn đó ngày qua ngày chị đều ghi ra có những ngày chị bỏ lỡ chị bọn chị bỏ lỡ thì ngày hôm sau chị ghi bù ra là hôm nay mấy ngày hôm nay sao con ngoan quá con không hành mẹ này kia rồi ba sao này nọ đó Cô cãi lộn không rồi có chửi nhau không kiểu vậy rồi mấy bà ngoại làm gì làm gì làm gì đó có những thứ mình kể ra mốt con mình không biết đọc tiếng việt không mình không biết nhưng mà cứ ghi có ghi ghi cả tiếng việt ghi cả tiếng anh cái gì khó quá ghi tiếng việt vô rồi có gì dễ quá ghi tiếng anh vô đó mốt nó muốn đọc sao nó đọc thì mình cho mình coi trước đã đó là bài tập thứ hai của chị ha rồi bài tập thứ ba đó chính là chị biết cách gọi là bị tìm được cái không gian cái giai đoạn yên yên tĩnh của chị á tại vì trong lúc đây lúc trước là mình có những cuộc sống sôi nổi lắm nó láo động lắm em hiểu không chị cho chị một khoảng giấc ngồi yên chị không ngồi được chị phải làm một cái gì đó chị phải lăn xăng chị phải chạy tới chạy lui chị phải năng động chị phải tùm lum tùm la chị phải đi chơi đó mà con chị nó ngán cũng kỳ lắm nó ở chị ở nhà nó sẽ hòa hành chị nó sẽ kỳ ói mửa mệt mỏi và chị ra đường giống như bây giờ nè chị khỏe ra chị không bị gì hết đó chân đi ha nhưng mà chị phải có những khoảng thời gian khoảng lặng chị phải cho bài tập của mình là mình cho mình cái thời gian kết nối với chính mình á ừ. để mình hiểu được cái cơ thể mình đang mong muốn gì rồi nó như thế nào rồi cho những thời gian mình lặng im lại cái bài tập cho mình là mình có nguyên khoảng lặng rồi cái bài tập thứ tư đó chính là kết nối thiên nhiên không? chị mong muốn là chị sẽ có những chuyến du lịch nó nhẹ nhàng để mình kết nối với thiên nhiên thì cái việc mà mình cảm thấy mình khi mà có kết nối với thiên nhiên mà cái đơn giản nhất là mình trồng cây mình lên xuân thượng mình ngắm ngày xưa là chị nói thiệt luôn nha mặc dù chị đạo phật á nhưng mà chị cũng ít khi nào chị thắp nhang thiệt nhưng mà từ ngày có em bé ngày nào chị cũng lên đi thắp nhang chị cảm thấy chị tìm về một cái tâm linh ừ. Ừ, nó nhiều hơn rồi chị cho chị uh, phụ mẹ tưới cây một cái mảnh vườn mình chăm sóc nhỏ nhỏ đó có thời gian cho gia đình nhiều hơn, kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, một cái gì đó nó yên bệnh tối nhưng mà có thể nghe à, tụng kinh, đọc kinh. Ừ. tối mỗi đêm mình nghe đọc kinh, em cũng chỉ chỉ cả đọc kinh, nghe kinh, nghe kinh này nọ rồi nghe nhạc thiền, nghe kinh, có thời gian chỉ kết nối với bản thân của mình nhiều hơn và mình cảm thấy mình được chữa lành nhiều hơn. Đôi khi là người ta nói là ở mẹ bầu á nó có những cái hormone nó làm cho mình bị dễ bị drama. Ừ. Thì chị cố gắng chị mà bản thân chị là một con dễ sồn rồi ủa con tính rất là dễ rất là bị drama rồi em yeah. như chị cho nên là chị phải có cái bài tập đó để chị mà chị kết nối chị nhẹ nhàng hơn chị đầm hơn chị hiểu chị biết cái gì và nó đang hiệu quả rất tốt cho chị hiện tại nha ừ và chị hy vọng là những người mà đang cái xem cái clip này được nè và có cái cũng vì gặp những cái về tâm lý á thì cũng sẽ đâu đó chị cũng truyền cảm hứng được cho mọi người những cái bài tập về kết nối bản thân mình giống chị cái thứ năm chị vẫn đang làm đó chính là chăm sóc cơ thể mình làm gì làm mình không thể mà quên cơ thể mình được đúng không? tại vì khi mà có thai á, em sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi từ việc mập lên trong khi trước đó chị là một người rất là xuyên đi tập, chị giữ dáng chị quá trời. Thôi bây giờ chị mập lên bắp tay chị to ra, rồi chị mập lên, rồi chị thay đổi rất là nhiều thứ, rồi chị có thể bị nổi mụn nữa, mà chị rất là dễ bị stress về cái chuyện mình nổi mụn. Hay là mình phải chăm sóc cơ thể nhiều hơn, mình yêu cơ thể mình nhiều hơn, mình chăm sóc nó và mình yêu những cái thay đổi của bản thân mình hoặc là những cái thay đổi về ngực rồi mong rồi hình xấu hình. đi đúng không em? đó mình phải yêu những điều đó luôn tại vì mình biết đó chính là con của mình ừ. đang phát triển thì nó như vậy thì mình tập yêu nó để mình không mình chống lại những cái stress thì đó là năm cái bài tập mà chị vẫn đang hoạt thực hiện nó mỗi ngày nhưng khi chị có em bé chị 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 cảm thấy yêu mẹ chị nhiều hơn yes. chị tâm sự với mẹ chị ngày xưa chị không có tâm sự với mẹ chị nhiều đâu em tại vì mẹ chị là cái ngu của không phải gu tâm sự <laughs> Okay. <laughs> gu mẹ chị không phải là gu tâm sự đó Chị phải hỏi Chị phải gọi mẹ chị thì chị mẹ chị mới nói Chứ mẹ chị không phải là gu tâm sự Không đi tâm tâm sự nha Hai mẹ con chị không đi tâm tâm sự hiếm lắm Nhưng mà từ ngày có em bé Chị tâm sự với mẹ chị nhiều hơn Mẹ chị cũng kể những cái khó khăn mà ngày xưa mà mẹ chị phải gặp Khi mà chị mẹ chị có thai ba lần, ba đứa lần ừ. Đó Thì chị mới nói trời mẹ hay quá Ba đứa luôn còn đứa không muốn xỉu lên xỉu xuống Thì mẹ chị tâm sự nhiều thứ lắm Mình mới thấy được rõ ràng ngày xưa để mà mang thai á với những người phụ nữ thời đó nó khó khăn kinh khủng em nó không có được những cái điều kiện như mình như bây giờ không có sữa uống nhiều như bây giờ không đồ ăn cũng không phải đơn giản như bây giờ rồi rất cả mọi thứ là ngày xưa mà mẹ chị cũng phải tự lo cho bản thân mẹ chị rất là nhiều nên chị rất là thương mẹ chị ừ. đó chứ đồng cảm mẹ chị chị cảm thấy là ồ hồi xưa mình bất hiếu quá giờ mới có hiếu với mẹ chị nhiều hơn sao mời ngày nào chị cũng nói chuyện với mẹ chị à, ờ ngày nào cũng nói chuyện với mẹ chị đó ngày, ở chung nhà mà đúng ở rồi? chung nhà ở mà chung đó rồi mà mẹ chị khi miệng cứ đuổi chị đi gì đó cứ phiền có báo quá nhà báo hoài <laughs> nhưng mà chị cũng thấy ờ cái sự kết nối của mẹ con chị chỉ rất là cần thiết bây giờ nhiều khi chị có qua mỹ á thì ngày nào cũng chị cũng sẽ phải FaceTime gọi cho mẹ chị hỏi thăm thế này thế kia nhưng mà khi mà mình có em bé thì cái khoảng thời gian đầu chắc chắn mình sẽ thay đổi rất là nhiều về mặt cảm xúc đúng không ừ. em em thì thấy rõ chị nè có những thay đổi rất là tích cực Đầu tiên là chị đi ngủ sớm, ừ. chị dậy sớm, à, chị luôn tìm đến những cái niềm vui Hoặc là chị hay gửi cho tụi em mấy cái xàm sàm, 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 vui vui vui, chi đó. Ừ, ừ, đó. Vui, chi vui vui, vui vui Rồi à, chị cũng nói chuyện nhẹ nhàng hơn Nói chung là suy nghĩ nó rất là tích cực, lạc quan Làm những chuyện xưa giờ không giờ làm Ừ, ừ đó. đúng rồi Những chuyện xưa mình nghĩ thấy ghê, thấy sến, thấy sàm giờ mình thấy nó rất là phù hợp với mình thời điểm này nó tìm về bản thân nó tìm về một cái gì đó nó rất là yên bình nhưng mà mình sẽ cũng bắt đầu vẽ ra rất là nhiều thứ đúng không Mình à, suy nghĩ về tương, suy nghĩ, lai. tương lai rồi, rồi đúng, bây giờ ngồi suy nghĩ mốt cho con đi học cái gì rồi học thêm cái gì một năng khiếu gì <laughs> rồi đó nó bận gì rồi, kiểu gì đó rồi mốt khi nào uh, con cho năm cho về nó mấy lần cái gì đó đó ờ à, suy nghĩ tùm lum tùm la hết suy nghĩ tên cho con chưa nghĩ tên rồi nhiều tên lấy em ơi suy nghĩ tên tiếng việt nè tên tiếng anh nè tên ở nhà nữa <laughs> à. chị có cái thói quen ngày nào chị cũng tâm sự với con không ý để em à, em hay coi, thì tại vì em cũng muốn tìm chị, hiểu thì em cũng hay coi. Chị cũng coi. hay xa bụng cái nói chị Ê, mẹ không ngoan quá ha không phá mẹ ha gì đó, rồi cũng vòng vòng kêu là ờ, đó rồi mốt sắp mốt, 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 mốt chưa gì mà đi Mỹ ha, rồi kiểu mà mốt mà mốt gần bự bự rồi đừng có phá nha, kiểu gì đó à. ngoan rồi kêu muốn ngoan nghe chưa, đừng có quậy cái mỏ mốt, đừng có hỗn như mẹ. Nhưng mà khi có con đó, thì vợ chồng có gắn kết hơn đúng không? thì sẽ có rất là nhiều thứ để mà mình nói chuyện và bàn bạc về tương lai nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ như người vợ chị đi, chị là mẹ mình mang đứa bé đó thì mình sẽ có những cái cảm xúc, những cái kết nối, mình cũng sẽ có những cái gọi là hy sinh đi, nó nó cũng sẽ hành mình. Nhưng người đàn ông á thì họ có hiểu được điều đó không? Thì chính vì vậy họ phải hiểu cái điều đó, cho nên là nhiều khi mình nhưng mà cái chuyện mình, mình phải có chia sẻ hả? Ừ mình than mệt đi là ổng sẽ gọi mà không 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 có gặp nhau được mà không có massage giùm được ừ. nhiều khi mỗi lưng đó thì đâu có massage giùm được mốt gặp là bắt massage nha nhưng Ô. mà ý là khi chị chia sẻ ổng với chị có kết nối hơn hoặc là ổng thì chỉ biết an ủi thôi em chỉ biết an ủi thôi chỉ biết làm gì giờ người ta chỉ biết an ủi bằng động viên rồi cố lên ăn uống nhiều vô nhiều khi chị ăn xong chị ói rồi khi ăn lại đi ông kia ăn ăn, ăn ăn lại là ăn ăn cái khác đó nha má <laughs> anyway em rất là vui cho chị à, hạnh phúc cho chị, chị. Cũng chị? Nhảy día cho em nè chị thấy bây giờ em cũng rất là hạnh phúc đó hạnh phúc em biết được cái những gì em em biết nắm bắt những cái mà, mà 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 nó quan trọng quan trọng đối với em trong thời điểm này đúng em không có bỏ lỡ đó là em gia không đình đó em nắm bắt được nó và bây giờ cũng mong là cho em sẽ có được những cái nó 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 viên mãn hơn em sẽ luôn là một người sẽ rất là cố gắng cố gắng nỗ lực nỗ lực em sẽ thử hết tất cả cách nhưng mà nếu như mà không có thì đối với em nó cũng có một cái gọi là duyên phận hồi từ đó Còn, con và trời cho mà nó phải đúng cái duyên á, ừ. nó tới thì 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 nó sẽ tới mà mình càng trông ngóng trông ngóng trông ngóng thì nó cũng sẽ rất là khó. Ừ. Giống như em đi 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 khám đó. bác sĩ nói với em là đừng nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều nó càng đúng không rồi, tới. Đúng rồi, đó là cái điều bác sĩ chắc chắn cũng sẽ luôn luôn nói với tất cả những bà mẹ. Đúng mà thời những người điểm đang bông, mang thai. Đúng thời điểm hoặc là em cũng tâm sự với mẹ em, mẹ mới nói là mọi thứ mình có cố gắng nhiều thì trong cuộc sống mình cứ nỗ lực mình cứ cố gắng nhưng mà có những cái nó gọi là duyên phận nữa nếu mà nó đúng thời điểm nó đúng hoàn cảnh thì tự nhiên điều đó nó sẽ xảy ra mình sẽ đón nhận cái mọi ừ. thứ nó thoải mái hơn đúng rồi ờ, nó thì... căng thẳng đúng rồi mà tới, đâu hay tới đó đó ừ quá ừ. will be will be đó nhưng ừ. mình sẽ cố gắng bằng mọi giá để mình đạt được cái điều mình mong muốn nhưng mà còn có được hay không thì dù đó mình vẫn đón nhận nó và mình cho nó thời gian và bây giờ thì xã hội Khoa học thì cũng rất là phát triển. Giống như là bác sĩ cũng có nói với em là cứ cứ thử đi một năm. chừng nào mà không được thì bắt đầu mình sẽ suy nghĩ đến những cái phương, phương pháp khác mới. Ừ. À, bây giờ có khoa học tốt mà, nên ừ. là có rất là nhiều cơ hội. Giống Cho rồi. nên là em cũng nghĩ là ok, mình cứ thử trước đã, rồi xem là như thế nào thì mình sẽ cùng nhau. Ok thì chị thấy là trong cái xã hội bây giờ dù gì mình cũng sẽ cần một người đồng hành đúng không? Mình, mình có mạnh mẽ có đốn, nào Đúng kiểu gì thì mình cũng sẽ cần một người bên cạnh Để mà dù cái thế giới ngoài kia nó có như thế nào nó có xô đẩy mình, nó có chù dập mình Thì về nhà mình vẫn có một người bên cạnh để mình tâm sự chia sẻ và an ủi, thấu hiểu cho mình Mình sẽ cảm thấy không cô đơn, không lạc lỏng Cho nên là dù thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là cái tinh thần ha Cái tinh thần nó thoải mái, đón nhận mọi chuyện À, dù sao nữa thì chị vẫn rất là mong muốn lúc nào cũng thấy một cái minh tú như thế này nè. Hiện tại chị thấy em là một người nó rất là vừa vặn, trọn vẹn, đầy đủ có sự đàn bà có những cái gì của quá khứ cũng có rồi đúng không? Như nhưng mà thơ. Hổng, chị... nhưng mà nó là một cái đứa đáng yêu của em. Nếu em không có cái này nó không phải là em nữa rồi. Nó là một cái gì đó đáng, đáng yêu của em, một cái dí dỏm của em nó là em và em hiện tại em rất là đàn bà. Chị cho em được cái một cái niềm tin rất là lớn chị chị biết không? À tại hả? vì em thấy là cái cá tính của em với chị cũng na ná, ná nhau, cũng hơi kiểu bất cần. Ừ đúng. Ngày xưa rất là bất cần. Mà yeah. cái mỏ hổn yeah. bất cần như kiểu là ok không được thôi. Thôi thôi Làm như vậy. Hồi xưa đó là nghĩ là và một ngày vậy, tao vậy, vậy đó không được thôi. Đam mê trong cái sự nghiệp của mình và muốn chứng minh và muốn tự lập mình và để bước qua một cái bước ngoặt mới trong cuộc sống là chị cũng phải suy nghĩ rất là nhiều yes. và nhưng mà chị cho em một cái niềm tin là ồ. Oh. Một em giống như một cái phiên bản um đệ nhị quý vị đi đệ nhất đi thì em đệ nhị nó ồ oh, tỷ tỷ mình cũng đã làm được rồi thì chắc là mình cũng sẽ làm được mình cũng sẽ tìm được một cái niềm hạnh phúc cho một cái chặng đường mới của mình thôi khi mà em công khai chris á là chỉ thấy em xác định rồi đó đúng em mới công khai là chị rất là chị rất là happy cho em em cũng rất là vui em cũng rất là hạnh phúc dạ yeah, tụi mình hạnh phúc cho nhau nha yeah. à... em em chị thấy có những cái mà em cũng dẹo dẹo giọng này đúng điệu quá chị nói là nó dễ thương với em lắm mà phải đúng người chị ơi đúng rồi đương nhiên phải đúng người rồi đương nhiên Đúng rồi ừ. em dẹo với chị chị tán với trong này ừ đúng <laughs> nhưng đẹp. mà càng lớn thì em cảm thấy là tự nhiên cái độ sân si của mình bớt lại cái hơn thua của mình bớt lại cái chinh phục uh, cái thành công cái định nghĩa thành công hay cái định nghĩa hạnh phúc của mình nó không còn nằm ở đỉnh cao sự nghiệp đúng, hay không là, còn gói gọn uh, là sự tiền nghiệp bạc nữa mà nó là hạnh gia đình thực tại ừ những ừ. cái mà mình phải cảm thấy hạnh phúc đúng, với hạnh phúc của thực tại đó khi mình còn trẻ thì mình nghĩ ờ sự nghiệp đó là hạnh phúc của mình Điện nó à, đúng mà nhưng mà nó đúng, đúng. Ừ, tại lúc đó, đó mình trẻ ừ. nhưng bắt đầu đến một lúc tự nhiên mình cảm thấy là ồ đây mới là cái hạnh phúc của mình Vậy là bây đây giờ là càng, càng ngày đó, thì em có thấy là càng ngày mình sẽ càng quan tâm vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn không giờ mình quan tâm đến hạnh phúc của những người xung quanh đó ừ không biết thấy tự nhiên mình rộng lượng hơn một chút xíu không <laughs> ừ. hồi đó. xưa thì mình chỉ quan tâm đến mình hoặc là ba mẹ mình thôi ừ. mình sẽ không quan tâm đến quá nhiều đúng, đúng, những đúng. người xung quanh nhưng bây giờ thì bắt đầu mình để ý mình cảm thấy là nếu mà mình hạnh phúc mà những người xung quanh mình, mình không cũng phúc, hạnh phúc ừ, cái mình cũng mình không đủ ờ ừ. nó cũng thiếu thiếu nhưng mà xung những người xung quanh mình cũng hạnh phúc luôn mình cảm thấy là ờ uh... nhưng mà cái nguồn năng lượng nó được nhân lên rất là nhiều lần á đúng uh, rồi đó với lại như chị cũng thấy nha, ngày xưa thì mình đeo đuổi theo tiền bạc nè, tiền tài danh vọng, mình cái cứ... ba cái nhưng chị nói về chị đi, chị bỏ qua rất là nhiều về những cái sức khỏe đó, chị ừ. đó không, những cái thú vui này kia, cái... nhưng bây giờ từ ngày bây giờ chị cảm thấy là mình phải quan tâm sức khỏe rất là nhiều, ừ. tại vì có những cái người ấy, mình cảm thấy là mình không có muốn là sau này ấy, uh, còn trẻ là mình theo đuổi tiền bạc nhiều mà mình bỏ quên sức khỏe, nhưng mà sau này mình cảm thấy có rất là nhiều người họ sẵn sàng đánh đổi cả gia tài, chị để mong muốn được một ngày được khỏe thôi. Mình không muốn mình giống vậy, cho nên mà giờ mình phải quan tâm sức khỏe của bản thân, của gia đình, của những người xung quanh, sức khỏe tinh thần. Dạ, học nói yêu thương, đó. Và em thì chị cũng rất là mong nha, chị rất 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 là mong chị sẽ giữ được những cái buổi cột mốc quan trọng để mà nhìn thấy em ở một cái cương vị mới, à, một cái chương mới. Cảm ơn chị Yến rất là nhiều đã dành thời gian đến đây trong một cái một cái thời điểm mà chị cũng sẽ hơi mệt về sức khỏe nhưng mà vẫn dành cái thời gian cho em một cái năng lượng rất giúp cho em rất là lạc quan rất là hạnh phúc giúp dù là em chưa có nhưng khi em nghe chị tâm sự em cảm thấy hạnh phúc bên trong em nó kiểu Bồn trộn luôn á kiểu mấy cái tế bào nó quặn lại kiểu là em hiểu được tại vì em cũng đang trong cái niềm hy vọng đó nên là cảm ơn chị rất là nhiều và em sẽ chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe mọi điều trong năm 2024 chỉ có sức khỏe bình an và uh, mẹ tròn con vuông mọi thứ tốt đẹp Đúng rồi, sức khỏe bây giờ là điều là chị rất là quan, chị rất là cần và bên cạnh đó thì cũng uh, Trung Minh Tú mời mà chị cũng rất là mong muốn là có lên đây ngồi nói chuyện với em, tâm tình, tâm sự uh, mặc dù là không biết là cũng biết là ngồi nói chuyện nghiêm túc mình sẽ nói gì đúng không? Nhưng mà qua chị em ngồi không mà kiểu không cần là chỉ cần những ly trà thôi mình cũng phải thể có chị và chị rất là vui khi chị có thể truyền được một chút gì đó những cái năng lượng hạnh phúc cho em, kiểu là mong nhã viết cho có bé cho em thì là sớm để mà em đạt được những điều em mong muốn trong tương lai có được những hạnh phúc trọn vẹn của bản thân mình và càng ngày càng xinh đẹp cũng như là càng ngày càng đầm thấm hơn ha nắm giữ được những điều mà mình mong muốn và bên cạnh đây thì hoàng yến cũng xin gửi lời cảm ơn đến khán giả đã theo dõi hết cái số nhật ký ban công lần này của hoàng yến cùng với minh tú và hy vọng là ở đâu đó những người phụ nữ ngoài kia cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà Hoàng Yến chia sẻ những cái điều mà Hoàng Yến đang có được bây giờ và rất là mong là các bạn cũng sẽ cảm nhận được một tí gì đó năng lượng từ Hoàng Yến để mà chúng ta càng càng tích cực hơn, là càng lạc quan hơn, yêu bản thân nhiều hơn và luôn luôn đem cái tình yêu đó sang sẻ cho tất cả những người xung quanh. Đâu đó cũng sẽ có những người đang do dự suy nghĩ về cái hạnh phúc của mình là gì. Hạnh phúc thì nó 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 vô vàng lắm. Có người có thời điểm sự nghiệp là hạnh phúc của mình Có thời điểm gia đình sẽ là hạnh phúc của mình Có thời điểm thì một mình nó cũng là hạnh phúc của mình Cho nên là tùy vào thời điểm Tùy vào hoàn cảnh mọi người sẽ có một cái sự lựa chọn riêng Quan trọng là bạn có hạnh phúc hay không Chứ không phải là bạn chọn Người ta nói cho bạn là bạn chọn cái này bạn mới hạnh phúc Giống như Minh Tú thì 3 năm trước mọi người kêu Minh Tú chọn Nhưng mà nó không phải đúng thời điểm Và Minh Tú không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó Thì chỉ Minh Tú chỉ chờ đến lúc nào mà mình cảm thấy đây là thời điểm phù hợp và mình hạnh phúc với cái chọn lựa đó của mình bước ngoặt thứ hai thì phải nhờ chị yến chia sẻ là uh, một cái bước ngoặt mới một cái gì đó nó rất là thiêng liêng uh, và cái hành trình tìm kiếm một cái điều thiêng liêng đó không bao giờ là dễ dàng và có người thì may mắn cũng có người sẽ hơi vất vả một chút xíu nhưng cái quan trọng là chúng ta sẽ phải luôn kiên trì nỗ lực trong cái hành trình tìm kiếm những cái điều thiêng liêng và hạnh phúc của cuộc đời của chúng ta chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe uh, luôn lạc quan yêu đời tích cực và hồi nãy giờ chị nói rất là nhiều một câu là hãy nắm bắt mọi thứ đúng thời điểm và đừng đừng do dự và hãy suy nghĩ thật là kỹ trước mọi quyết định của mình uh, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem tập podcast này À, đây là một tập khá là đặc biệt tại vì cả hai nhân vật đều không có thể nào mà ngồi nói chuyện kiểu nhẹ nhàng như những uh, tập khác Vô nè Vô Cheers, Yo. Cheers. <laughs> Ủa chưa bye bye mới nè yeah. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp bye lại bye.